And now, we have a hotline from Ngọc Huyền in Ola, also known as Vietnam. Con kính chào sư phụ. Con xin chia sẻ một linh ảnh với sư phụ. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, khi sư phụ trực tuyến trên truyền hình Vô Thượng Sư, con nói về năng lượng xấu đang phóng vào địa cầu. Khi con ngồi thiền trong giờ cầu nguyện thế giới thuần chay cho hòa bình, con thấy những năng lượng xấu phóng vào địa cầu. Lúc đó, con cầu sư phụ và thiên đàng giúp đỡ cho địa cầu. Và con thấy những vị thiên đế và những thiên thần có cánh lớn đứng xếp thành hai hàng. Ở giữa có một cánh cổng mở ra, và cổng đó được gọi là cổng năng lượng. Con tiến lại gần và đi vào bên trong. Đó là một lực lượng cực mạnh và ánh sáng cực sáng, và toàn thân con hoàn toàn biến mất trong đó. Một lúc sau con bước ra, toàn thân con là ánh sáng lấp lánh và trên tay con cầm một cây gậy. Con cầm cây gậy và hướng về địa cầu thì một luồng ánh sáng bao quanh địa cầu. Một lúc sau, con thấy vô số chúng sinh ngập lặn trong luồng ánh sáng đó. Con mới nói với họ, nhờ ân điển của sư phụ Tim Cô Tu, hãy thành tâm sám hối vì thời gian đã hết. Thì họ chắp tay sám hối và họ đi lên theo đường ánh sáng màu vàng kim để vô những căn phòng nơi dành cho họ cư trú một thời gian để thanh lọc. Và một lúc sau con thấy những người thân động vật bị giết hại và những em bé vô tội bị phá thai. Tất cả họ được đưa lên thiên đàng, nơi không còn sự đau khổ, chỉ có tình thương hạnh phúc và an lạc. Và con thấy hóa thân sư phụ xuất hiện với ánh sáng rực rỡ và ánh mắt ngài nhìn họ tràn đầy tình thương. Con nhìn về phía địa cầu, con thấy những đốm sáng nhỏ, đó là những đệ tử tủ pháp môn Quán Âm chúng con. Con nghe thiên đàng tiết lộ rằng Biden cùng đồng bọn của ông sẽ bị tống vào địa ngục mãi mãi, nơi họ sẽ nhận hình phạt dành cho những tội lỗi của họ. Ngay lúc này, cổng năng lượng vẫn tiếp tục phóng ra năng lượng để giúp địa cầu giảm thiểu một số hình phạt kinh khủng. Con xin tri ân và cảm tạ sâu sắc tình thương vô lượng vô biên và sự hy sinh cao cả của ngài. Cầu mong nhân loại mau mau thức tỉnh để trở về bản chất từ bi, thánh thiện. Cầu mong tất cả đệ tử chúng con luôn tinh tấn tu hành để có thể trở thành những ngọn đuốc thắp sáng cho địa cầu. Nguyện xin thiên đàng và những vị thiên đế hùng mạnh luôn luôn bảo vệ sư phụ. Con thương ngài, đệ tử của ngài, Ngọc Huyền từ Âu Lạc, Việt Nam. Insightful Ngọc Huyền, your inner experience is a good reminder for us to be diligent in our spiritual practice. It is heartrending to see the current state of our world, yet we are grateful to our beloved Master for protecting this planet from the enormous cloud of negative energy. Master has a few kind words for you. Pure-hearted Ngọc Huyền, your sincerity and faith have made you a good instrument. Thank you for your prayer of love. May your spiritual journey continue to flourish and guide you to serve those in need. As you have experienced it yourself, encourage your family and friends to sit together and pray for peace during the World Vegan Hour for the benefit of all. May the citizens of this world soon see the light at the end of the tunnel by embracing a vegan lifestyle. And may you and the intelligent Olaxese or Vietnamese people be uplifted in the Divine's everlasting grace. Flesh free from the three objections, not prepared, unasked, unsolicited, does not exist, therefore one should not eat flesh. Arya Shantideva, vegetarian. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.